cô chào các con. Ở bài học trước, chúng mình đã viết lờ, lá. Bài học hôm nay, con sẽ hướng dẫn chúng mình viết hờ, hẹ. Đây là chữ hờ im. Khi chuyển sang chữ viết, còn chữ hờ của chúng mình có hình dáng như sau. Chỉ cần kết hợp hai nét, nét khuyết trên và nét móc hai đầu là chúng mình sẽ viết được con chữ hờ đấy. Cô mời các con quan sát cách viết con chữ hờ. Con chữ hờ cao 5 ô lê. Để viết con chữ hờ, đầu tiên chúng mình sẽ đặt bút tại điểm giao của đường kẻ ngang 2 và khoảng giữa đường kẻ dọc 1, 2. Viết nét khuyết trên cao 5 ô lê. Từ điểm dừng bút của nét khuyết trên, chúng mình rê bút lên tới đường kẻ ngang 2. Viết tiếp nét móc 2 đầu cao 2 ô lê. Dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Lưu ý, điểm cao nhất của nét khuyết trên chạm đường kẻ ngang 6. Phần đầu của nét khuyết trên rộng 1 ô lê. Độ rộng phần đầu của nét móc 2 đầu là hơn 1 ô lê. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Cô mời các con luyện viết con chữ hờ vào bản con nào. Hờ ghép với e, chúng mình có chữ he. Thêm dấu nặng ở dưới con chữ e, chúng mình có chữ hẹ. Cái hẹ này các con. Cô mời các con quan sát cách viết chữ hẹ. Để viết chữ hẹ, chúng mình viết con chữ hờ. Nối liền với con chữ e. Từ điểm dừng bút của con chữ e, chúng mình lia bút xuống phía dưới ở giữa con chữ e để đặt dấu nặng. Lưu ý điểm đặt bút, điểm cao nhất của con chữ hờ và điểm dừng bút của con chữ e. Độ rộng phần đầu nét móc hai đầu của con chữ hờ rộng hơn phần đầu của con chữ e. Khoảng cách từ hờ đến e là khoảng 1 ô lê. Độ cao nét móc hai đầu của con chữ hờ và con chữ e bằng nhau. Nhớ đặt dấu nặng ở dưới con chữ e các con nhé. Cô mời các con luyện viết chữ hẹ vào bảng con nào. Sau khi luyện viết vào bảng con xong rồi, cô mời các con luyện viết con chữ hờ, chữ hẹ vào vở nhé.
Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Chúc các con luôn vui, khỏe. Hẹn gặp lại các con trong các bài học sau nhé. Tạm biệt các con.